Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Mình đang phân vân không biết là nên chọn chủ đề gì để chia sẻ với mọi người. Thì vô tình trong tuần trước mình nghe được bài hát Phượng Buồn. Trong bài hát này có một câu mình rất là thích, đó là trong tiếng hát ve Phượng Hồng là hoàng hậu đó. Làm mình nhớ tới một loài hoa cũng được mệnh danh là hoàng hậu trong nước hoa, đó là hoa hồng. Cũng là cái duyên cho nên mình sẽ chọn chủ đề hoa hồng để chia sẻ với mọi người. Nhưng vì hoa hồng được sử dụng phổ biến trong nước hoa, từ nước hoa designer cho tới nước hoa niche đều có nhiều mùi hoa hồng khá đa dạng. Vì vậy trong một video thì không thể nào mình chia sẻ hết về hoa hồng được. Nên từ video này thì mình sẽ liên tục chia sẻ về hoa hồng cho tới khi không còn gì để nói về hoa hồng nữa thì mình mới chuyển sang chủ đề khác. Mong là những ai yêu thích hoa hồng thì sẽ có thêm nhiều mùi nước hoa để mọi người lựa chọn nha. Trong video lần trước thì mình có chia sẻ với mọi người về chai Portrait of a Lady của nhà Nick Frederick Moore. Portrait of a Lady là một mùi hồng tốt, hoa hồng kết hợp với frankincense rất độc đáo. Chai nước hoa này có độ tỏa hương và lưu hương cũng rất là ấn tượng. Nếu như ai chưa xem video đó thì hãy dành chút thời gian để xem nha. Còn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ba mùi hồng đến từ ba nhà niche khác nhau, có cùng cách kết hợp hương liệu quen thuộc, đó là hoa hồng kết hợp với xạ hương. Đầu tiên sẽ là Delina đến từ thương hiệu khá nổi tiếng của Pháp, Bạc Fond de Marly. Hồi lâu rồi á, cũng có bạn yêu cầu mình review chai nước hoa này. Delina đó thì quá là nổi rồi đúng không mọi người? Là một trong những chai nước hoa tiêu biểu nhất của nhà Bạc Fond de Marly. Mình thấy mùi nước hoa này được pha chế khá là cân bằng, không có đậm quá cũng không có nhạt quá. Có vị ngọt rất rõ, nhưng không phải là nó ngọt gắt nha, mà cái vị ngọt này cũng rất là dễ ngửi. Có chút kem kem, phản phất mùi của trái vải. Ngay từ những mùi ban đầu này thì đã thấy xuất hiện mùi của hoa hồng rồi. Sau một chút xíu mùi ban đầu đó thì mùi hương cũng không có biến đổi gì nhiều. Mùi mà mọi người ngửi được xuyên suốt cho tới khi nước hoa nó hết mùi luôn, đó là mùi ngọt ngọt kem kem. Cứ càng lâu dần thì mùi xạ hương sẽ càng rõ nét. Delina lưu hương cũng khá tốt, ở trên da mình cũng lưu được hơn 6 tiếng á. Tỏa hương cũng được lắm mọi người. Tuy không phải là mọi người ở đầu xóm xịt một cái là ở cuối xóm người ta sẽ nghe được, nhưng đứng gần gần là ngửi được liền à. Nếu như mọi người hỏi mình là có nên mua chai nước hoa này hay không, thì mình tin là dạng mùi hương hoa trái cây nhẹ nhàng như Delina, 10 người thì sẽ có 8 người sẽ thích cái mùi nước hoa này rồi. Đặc biệt là ai mà ưu tiên cho độ đa dụng, muốn mua một mùi nước hoa mà lúc nào cũng sử dụng được thì mình nghĩ là Delina sẽ làm cho mọi người vừa ý. Mùi của Delina dễ xài lắm, lúc nào cũng xịt được hết trơn á. Nhưng nếu như mọi người hỏi mình là Delina có phải là một mùi nước hoa đặc biệt ấn tượng hay không thì mình sẽ trả lời là không. Tuy là nước hoa niche nhưng cách kết hợp hương liệu lại đi theo lối mòn mà nhiều thương hiệu designer thường sử dụng. Đó là mở đầu bằng một chút hương trái cây, sau đó thì chuyển qua mùi hương hoa, rồi sử dụng xạ hương để giữ cho mùi nước hoa được lâu hơn. Bởi vậy mùi của Delina cũng không khác gì với những mùi nước hoa designer thông thường. Trên thang điểm 10 về độ sáng tạo của mùi hương thì mình sẽ cho mùi nước hoa này một điểm thôi. Một điểm mình cho là do mùi nước hoa này nó mang lại được cái sắc thái kem kem mà hoa hồng tự nhiên không có. Trong khi đó nó vẫn giữ được cái nét tươi tắn của hoa hồng tự nhiên. Chứ ngoài ra đó thì mình không thấy Delina có một chút xíu nào phong cách của nước hoa niche cả mọi người. Hơn nữa đó, giá của Delina nó cũng rất là trên trời nha mọi người. Chai 75ml có giá niêm yết là 335 đô rồi. Cho nên nếu như mà mọi người muốn mua đó thì phải cân nhắc thật là kỹ nha. Tiếp theo sẽ là Atomic Rose đến từ nhà Nick Initial. Atomic Rose là một mùi hoa hồng kết hợp với vani và xạ hương, có độ lưu hương và tỏa hương tốt. Mùi của nó cũng có vài phần giống với Delina đó mọi người. Nhưng mùi của Delina đó thì mỏng hơn, còn Atomic Rose đó thì nó sâu hơn, ít ngọt hơn và không mang nhiều hương trái cây như là Delina.
Hoa hồng kết hợp với xạ hương đơn giản như vậy thôi, nhưng mà mình lại thấy mùi của Atomic Rose này nó có nét nít hơn là Delina, và nó cũng lưu hương tốt hơn Delina nữa. Mình thấy mùi của Atomic Rose còn ít biến đổi hơn cả Delina nữa mọi người. Từ lúc xịt ra nó có mùi như thế nào thì cho tới khi nước hoa nó hết mùi luôn thì mùi nó vẫn giống y chang như vậy. Trên website của Initial á, thì không thấy có nhắc tới xạ hương, nhưng mà mình thấy có nhiều xạ hương lắm. Atomic Rose là một mùi unisex, nên nếu ai là nam á, thì cứ mạnh dạn thử đi nha. Chứ đừng nghe nói tới hoa hồng á, thì nghĩ là chỉ dành cho nữ. Nếu ai yêu thích nước hoa nude mà chưa biết về nhà Initial thì nên tìm hiểu nha. Initial có rất là nhiều mùi nước hoa sâu đậm nè, lưu hương và tỏa hương rất tốt. Hồi lâu rồi mình có chia sẻ với mọi người về cái chai Oud for Christmas này. Đây là một mùi nước hoa trầm hương ngọt ngào, có cái độ tỏa hương và lưu hương khủng khiếp luôn mọi người. Mùi này á, thì unisex, nhưng mà mình thấy nó có nhiều phần thiên về nam hơn. Nếu như ai mà thích mùi trầm hương á, thì không nên bỏ qua chai nước hoa này nha. Bây giờ sẽ là một mùi hoa hồng xạ hương nữa đến từ thương hiệu Mancera có tên là Rose Greedy. Mùi này á, thì mình không có chai lớn mà chỉ có mẫu thử thôi. Mẫu thử nó nằm trong cái hộp như vậy nè mọi người. Trên cái tờ giấy giới thiệu này á, thì người ta có hình của chai nước hoa. Mọi người nhìn nha, cái chai màu hồng nằm ở giữa này nè, mọi người thấy không? Ưu điểm lớn nhất của chai nước hoa này là giá của nó rẻ lắm. Tuy là nước hoa nude nhưng mà mình search thử trên Google á thì thấy ở Việt Nam chỉ cần khoảng 2 triệu rưỡi là mọi người có thể mua được chai nước hoa này rồi. Mùi hoa hồng trong Rose Greedy khá là trong trẻo, hương thơm tỏa ra cũng nhẹ nhàng. So với hai chai mới rồi đó thì mình thấy lượng xạ hương trong chai Rose Greedy này là nhiều nhất. Thông thường một mùi nhẹ nhàng như Rose Greedy đó thì nó sẽ phai đi rất là nhanh mọi người. Nhưng vì có nhiều xạ hương cho nên độ lưu hương của nó cũng được lắm. Mình nghĩ là buổi sáng trước khi đi làm mọi người xịt một vài cái thì cho tới chiều khi mà mọi người làm về đó vẫn còn ngửi được mùi của nước hoa. Nếu như mọi người đọc nốt hương hay là xem review nước hoa mà hay nghe nói tới xạ hương trắng nhưng mọi người lại không biết là xạ hương trắng có mùi như thế nào hoặc là mọi người có phù hợp với mùi của xạ hương trắng hay không thì mọi người có thể thử Rose Greedy. Khi mà mọi người xịt nước hoa ra thì khoảng 2 tiếng sau, mùi mà mọi người ngửi được cho tới khi nước hoa nó hết mùi luôn, theo mình đó chính là mùi của xạ hương trắng. Mùi xạ hương nó rất rõ ràng luôn. Như mình có chia sẻ với mọi người nhiều lần là dạng mùi hương hoa kết hợp với xạ hương được sử dụng rất là phổ biến trong nước hoa. Nhưng không phải tự nhiên mà người ta làm ra cái dạng mùi này nhiều như vậy đâu nha mọi người. Mà bởi vì người ta nghiên cứu thị trường đó thì thấy đại đa số người mua nước hoa đều thích mùi xạ hương. Trong nước hoa đó thì xạ hương được sử dụng như là một chất kết dính, nó giúp hòa quyện các cái hương liệu lại với nhau để làm cho mùi nước hoa giữ được lâu hơn. Tuy nó giúp cho nước hoa giữ mùi được lâu hơn, nhưng nếu như có quá nhiều xạ hương á thì nó sẽ làm cho nước hoa bị ngang ngang một mùi và mất hết các tầng lớp mùi hương. Khác với đại đa số người dùng thì mình không thích mùi xạ hương một chút xíu nào hết. Có một ít thôi thì được, nhưng nếu mà có nhiều xạ hương thì mình sẽ bị nhức cái đầu liền. Cho nên khi chọn nước hoa đó thì mình cũng tránh những mùi xạ hương. Nhưng mà để tránh mùi xạ hương cũng không phải dễ đâu mọi người. Tại vì cứ 10 chai nước hoa là có hết 6-7 chai là có sử dụng xạ hương rồi. Đó là ba mùi nước hoa nít tiêu biểu mang tông hương chủ đạo là hoa hồng với xạ hương. Có cái độ lưu hương và tỏa hương khá tốt. Mặc dù là mình không có thích cách kết hợp hoa hồng với xạ hương, nhưng mà mình nghĩ là đại đa số mọi người sẽ thích. Nếu như mọi người có thắc mắc hay là góp ý gì thì hãy để lại comment cho mình biết nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ là đừng quên đăng ký kênh của mình nha mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.